Xin chào các bạn, chào bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng bạn thực hành tìm điểm sắc ao nhá. Thì đầu tiên đó chính là con MBB nha các bạn. Đây MBB đây, thì đây là du lịch tích lũy đây. Đây con này. Đây, đây hết đi. Đây một chuyến này. Đây con này. Cái vùng dưới này này là nhà cái. Rồi các bạn thấy giá thấp quá nên là mua vào. Thấp rồi mua vào nên là giá đẩy lên. Khi mà đẩy lên như thế này ấy thì các nhà đầu tư sẽ gọi là thấy giá lên là sẽ gọi là đu vào. Khi gọi là đu vào có nhiều, nhà cái sẽ gọi là rút bỏ ra. Đây các bạn, chẳng hạn như cây này một cây khối lượng lớn, biên độ dao động lớn. Đấy. Biên độ dao động lớn các bạn ơi, cái này điển hình một cây thôi nhá. Đây là một cây thôi chứ không phải là đấy, không phải là một cụm. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy, sau đó là giá lại lên một cây bằng đấy. Lên một cây bằng đấy. Lại rũ thêm một lần nữa các bạn. Đây rũ thêm một lần nữa đây. Biên độ dao động lớn, khối lượng lớn này. Xuống này. Rồi đi lên lại này. Đoạn này là gần như là đấy. Rồi tôi bắt đầu đu bám vào này. Sau đó lại bắt tiếp tục rũ thêm một lần nữa. Rũ có thể là không chỉ là một cây các bạn ạ, có thể là một đoạn luôn. Đây các bạn thấy này. Xuống lên đây. Thì mình zoom to lên. Đấy. Xong rồi nó lại lên, đi lên. Các nhà đầu tư lại bắt đầu đu vào. Cái đoạn này thì ấy thôi, không thể gọi là rũ được bạn ạ. Khối lượng à, đây à không, cũng ấy được bạn. Đi nó lên này, nó lên các bạn, tôi bắt đầu đu vào đoạn này này. Đi vào dần dần chưa đã vào lắm bạn này. Đây xong rồi nó đẩy giá lên mạnh này. Đây, lên đấy, lên con này thì cái đoạn này cũng có một cây rũ đây bạn. Đây là cây này, nhưng mà à không, cây này chưa gọi rũ bạn ơi. Biên độ dao động thấp, chỉ là có khối lượng lớn thôi. Đây lên đây khối lượng thì cũng không gọi là lớn lắm, chỉ gọi là biên độ rộng lớn thôi. Tiếp theo đó thì là con NTL liên quan nhân là từ liêm. Liêm này thì đây chính là dạng tích lũy của nó này. Đây các bạn. Đây khi xuống lên nhá, giá tăng lên này. Thế các nhà đầu tư bu vào, thế là nó đạp một cây rũ một cây đây. Khối lượng lớn nhất trong tất cả các cây này luôn. Biên độ rộng cũng lớn. Đây xuống này. Xong các nhà đầu tư lại thấy giá thấp lại mua đu vào này. Đu vào. Xong lại rũ thêm một lần nữa, ba cây liên tiếp luôn. Đây khối lượng lớn, biên độ dao động lớn. Xong lại tiếp tục này. Đây đoạn này là kiệt volume, gần như là người ta không dám mua nữa. Đấy. Không có, sau đó đẩy giá lên này. Đẩy giá lên, nhà đầu tư thấy giá lên là đu vào. Đu vào là nó sẽ gọi là rũ thêm một lần nữa đây. Em như thấy cây này này. Rũ này, xuống. Lúc này nhà đầu tư còn không dám vào nữa. Khối lượng rất là thấp luôn các bạn ơi. Đấy, sau đó các bạn đẩy giá lên. Bùm. Lên đến đây nhá, thấy nhà đầu tư lại vào tiếp rồi. Đấy, rũ thêm một lần nữa. Một cây rất là to, hai cây luôn các bạn. Đấy, đến cây này cây rất là to luôn, khối lượng lớn, biên độ rộng lớn. Sàn luôn các bạn ơi, đạp sàn luôn nha. Sau đó sau khi rũ xong là volume lại giảm dần, lại bị giảm các bạn ơi. Rồi nó lại được đẩy giá lên. Cây này thì khối lượng không lớn lắm các bạn ơi. À. Tiếp. Đấy. Bùng thêm lần nữa nhưng mà nháy gắt luôn. Cái này trần luôn. Đấy, trần, sau đó là nhà đầu tư đu vào đấy. Đạp cho thêm một lần nữa các bạn ơi. Đấy, rũ thêm một lần nữa. Này, một cây khối lượng lớn. Con này 4% đấy các bạn, không đùa đâu. Đấy, đẩy lên. Đấy, như các bạn đã thấy thì trong một chu kỳ đi lên đấy thì nó phải rũ, nhà cái sẽ phải rũ rất nhiều lần các bạn ạ. Ừ. Như vậy là trên hôm nay mình các bạn thực hành tìm các điểm rũ, các điểm sắc ao. Nếu bạn nào thích hay các bạn nhớ like cho kênh nhá. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.